Dạ, anh test thử con máy phun thuốc, phun máy tưới cây nha bà con. Tưới cây Thiện Mini màu xanh, đẹp cực kỳ không. Đây, Bonga luôn nha, thương hiệu có tiếng nha. Bonga luôn nè, ghê không. Bonga. Đây, Bonga tiếng nổi tiếng đó bà con, có tiếng nhất của Thái Lan đó bà con. Ống ga là 42, khối là 30 khối giờ, trọng lượng là khoảng 10kg. Đây, bốn thì bà con, bốn thì là xăng đổ đây, nhất đổ đây. Ống dài đó bà con, đây tay cầm nó đây, bắt tay cầm lên bà con, đây màu xanh đẹp ghê không, bốn thì máy là Maruka V35 là 1.6, đặc biệt ở đời này có thêm hai dòi bà con, đây đây là dòi bắn xa, nghĩa là dòi này bắn thẳng nè, bắn xa là khoảng 4 mấy mét đó, còn này là dòi tưới chỉnh nè, thì đa năng là chỉnh tia, chỉnh thẳng, chỉnh gì cũng được luôn nè. Đây ống của nó đây, đây ống nó đây bà con, ống đã không, ống là ống 42. Đây nó bảo hành, chế độ bảo hành nó là bảo hành rồi đó không, bảo hành bằng điện tử, hướng dẫn kích hoạt, soạn tin nhắn là gửi tới bảo hành điện tử, không cần giấy bảo hành đâu bà con, chỉ cần bấm điện tử bà con này bấm lên là kích hoạt. Khi bà con mua về bà con soạn tin nhắn của mẫu máy này nè, đây đây ví dụ bà con về soạn series của máy này nè, là 1 2 3 4 mà gọi đây là tự động bảo hành luôn, anh trên mạng luôn. Nói về số máy này là số máy nằm đây nè, đây số máy nằm ở đây nè bà con, kích số máy vô là tự động bảo hành, đẹp kỳ không, nó là bảo hành điện tử. Tay cầm cái đồ ngon lành không, màu xanh luôn nha. Thì bơm nước bốn thì, bốn thì hai thì đều có bà con, bốn thì là còn được mẫu mới là màu xanh nè, mẫu mới màu xanh nha bà con, đẹp cực kỳ không, quá đẹp bà con ơi. Đợt này là đợt này nó có hai dòi đây bà con, ngon lành không, hai dòi luôn, dòi bắn xa dòi bắn gần, dòi bắn này đang chỉnh được hai chế độ luôn, quá đẹp bà con ơi. Bonga luôn nha, thương hiệu là Bonga nhưng cái máy là Maruka, cái thiền này là thương hiệu Bonga. Đây đẹp không, bảo hành là bảo hành điện tử mà con, mà con cứ về khỏi cần giấy tờ, con cào ở đây kích hoạt là động bảo hành lên. Rất đẹp rồi con. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Thì bơm nước 4 thì. Đây 4T. Bơm ra. V15 1.6. Bà con nhớ nha, cào mã số gửi đây là bảo hành, đặc biệt là của Tùng có theo là một ống nè. Ống là ống 42 dài khoảng 4 hoặc 5 m. Một cái dòi tưới xa nè. Đây một dòi xa chỉnh gần được luôn. Một cái dòi phun sương, phun tia tưới tia nè, dành tưới rau màu cây ăn trái nè. Cái này bà con nào mà có vườn qua cảnh Tết là tưới ngon nè, cây cầm mắng thôi. Đặc biệt cái đời này á, bà con là xăng xăng đổ đây, nhất đổ đây, bà con đựng lên. Mở nắp này là đổ nhất để đựng vậy nè. Mà để ngay nhớ không tràn là được, nhất bốn thì thôi bà con. Rồi, bà con giật. Đây. Bà con để cách giờ, bà con để lâu không giật hay cách vài tiếng giật bà con bơm lúc này nè. Đó. Cái này vô. Là nào xăng thấy chảy đây là được. Rồi ta con mà là khó chạy con kéo le lên giật hai ba cái, nếu chạy thì để sẵn lại, không chạy cũng trả lại, giật thêm để chạy. Đặc biệt là lên ga phải lên từ từ nha bà con, lên ga để máy xuống nước, đây để cái máy xuống nước rồi á phải lên ga từ từ vậy nè, đó đó phải lên ga từ từ nha con, không được lấy cái ào nha. Còn nó nằm nghiêng hay nằm đứng kệ máy nó quan trọng, quan trọng là kỹ sư đã chế rồi, ta nghiên cứu kỹ thuật rồi bà con yên tâm. Nhắc lại nha, đây là thùng tưới cây mini hiệu Bonga, hiệu có cái thùng này sản xuất hiệu Bonga, mặn 10kg 30 khối một giờ. Đây rất đẹp bà con ơi, đã không, áo có hai dòi, được này màu xanh là có hai dòi, đây hai dòi. Đây cái là một chìa khóa, một cái vít. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha. Đẹp bà con ơi. Alo. Đúng rồi. Máy bền hay bền. Màu xanh nha bà con, kéo thùng lên rồi, đó. Thương hiệu của máy là Bonga nè, thùng là Bonga, cái máy là Maruka. Bảo hành điện tử à, mà con chọn tin nhắn là bảo hành thôi.
Rồi, thank you. Rất đẹp bà con ơi. Cái lỗ này là lỗ của bô lửa ra nha bà con. Bà con không được che đẩy nha. Nhớt xăng kia đổ viên vậy đó. Rồi ok bà con, nấu cho cả luôn nha.